Vâng, đệ tử Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Em vừa mới test một chút nhạc rất là hay từ một chiếc cục đẩy bãi 3 kênh, một đèn AT3099. Con này công suất siêu khủng luôn, công suất lớn nhất của tất cả các dòng cục đẩy bãi trên thị trường, đẩy bãi 3 kênh. Có nghĩa là những con đẩy bãi 3 kênh trên thị trường thì con này nó là công suất lớn nhất để cho các bác chơi mọi cái cấu hình âm thanh, vừa loa full vừa loa súp, loại cứng đầu, loại công suất lớn, mặt phay nhôm rất là đẹp, 3 kênh nhé. Kênh số 1 là công suất của nó đạt tầm 1.500W. Kênh số 2 và kênh số 3 là mỗi kênh là 1.000, tức là dao động 1.000 đến 1.200. Cái kênh số 2, số 3 này. Còn kênh số 1 thì nó đạt ngưỡng là 1.500 đến 1.700. Các bác đánh súp kép, một quả súp kép hoặc là hai quả súp đơn cho kênh số 1. Tức là cái kênh số 1 này là các bác vừa đánh súp đơn vừa đánh súp kép được. Kênh số 2, kênh số 3 này là các bác đánh một cặp full đôi, bắt 40. Đấy, công suất rất là khỏe, mặt phay nhôm đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn cái mặt của nó này. Đó, công tắc bật tắt nguồn nhá. 3 volume chiết áp. Đặc biệt cái kênh số 1 thì là người ta làm công suất lớn hơn để các bác đánh vừa loa full vừa loa súp. Còn ngoài ra nếu các bác muốn đánh loa full thì các bác vẫn đánh được loa full bình thường. Đấy, có nghĩa báo công suất là một kênh số 1 này là 1.500W. Kênh số 2, kênh số 3 là mỗi kênh là 1.000W. Tiến vào cái nội thất bên trong các bác nhìn này. Nội thất của nó cực kỳ lý tưởng luôn. Cái nguồn biến áp của nó em quay nghiêng máy nhá, nó cao đến nóc máy này. Tức là đẩy 3 kênh size 3U mà nguồn nó cao đến nóc. Đấy, thì là cái nguồn của nó rất là khủng. Nguồn dây đồng xịn luôn. Và đặc biệt con này nó chạy rất là nhiều sò lớn Toshiba. Các bác nhìn nhá, đếm cùng các bác này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Vế bên trên 16, bên dưới 16 là 32. Bên đây 32 là 64. 64 sò lớn Toshiba. Và đặc biệt nó đủ chuẩn 64 nhá. Bình thường những con đẩy khác ấy nó làm ảo cái công suất. Khi các bác đếm, ví dụ như đếm sò trên này, nó là cái số sò trên này, nhưng cái đếm cái chở bên dưới này bao giờ nó thiếu. Đấy, nhưng mà cái con này nó làm đủ công suất luôn. Các bác nhìn đếm chở này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Tức là đủ chở sò với sò, nó công suất của nó chuẩn. Đạt chuẩn như em đã báo. Bên đây cũng như vậy nhá. Các bác nhìn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Đấy, cái chưa? Bình thường như các bác mà đếm những con đẩy khác mà trên này là 32. Tức là mỗi vế là 16 thì bên dưới này nó chỉ làm tầm khoảng 13 14 thôi. Bây giờ thiếu, nhưng cái con này nhá, nó đủ luôn. Đó. Nên là công suất của nó đạt chuẩn. Và đặc biệt con này chạy 8 tụ rất là phẳng này, 2 4 6 8, 8 tụ nguyên bản nhá. Và phẳng đét luôn này, các bác nhìn phẳng đét luôn. Rất là đẹp, nguồn cao, to. Máy móc các bác nhìn, máy móc của nó mới sáng choang này. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Chạy hai cò gió rất mát, các bác đánh từ sáng đến tối không bao giờ lo nóng. Bên vỉ của nó mới đẹp nhá. Đó. Con này công suất của nó đạt chuẩn luôn, nên là mọi cái dàn âm thanh công suất lớn của bác như là một quả súp kép 50 hoặc là các bác đánh hai quả súp đơn 50 cho một kênh số 1. Kênh số 2, kênh số 3 là các bác đánh một cặp full đôi bắt 40 hoặc là hai cặp full đơn bắt 40. Đấy, công suất khỏe. Trên thị trường ấy, những con đẩy 3 kênh thì con này là con khỏe nhất của đẩy 3 kênh. Đẩy 3 kênh thường thường các bác gặp nó chỉ có tầm khoảng 500-600W. Thế thôi. Con nào khỏe thì đến 700-800W, nhưng con này nó rất là khỏe. Mặt phay nhôm, các bác nhìn cái nội thất của nó là các bác đánh giá luôn. Rất là lý tưởng luôn. Đó. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về chiếc đẩy 3 kênh AT3099 đẹp xuất sắc, công suất lớn, các bác liên hệ với điện tử Cao Phong. Số điện thoại 077-22-60096 hoặc 036-872-4218. Em ship hàng toàn quốc. Xuất sắc luôn. Phải nói con đẩy rất là chất. Đó. Mến chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo. Nhìn sò, các bác nhìn cái nội thất của nó này. Đó, thực tế luôn. 64 sò lớn đủ chở 64 luôn, hai tầng bù áp các bác nhá, mỗi bên hai tầng bù áp. Bên vỉ máy móc đẹp xuất sắc.